chúng ta biến tất cả những cái kiến thức của chúng ta thành cái ngôn ngữ nói để chia sẻ với mọi người, thì các bạn sẽ xây kênh truyền thông của bạn còn tốt hơn nữa, tốt hơn rất là nhiều nữa mọi người nhé. Kỹ năng tiếp theo đó là chúng ta sẽ luyện giọng. Những người họ có thể viết tốt nhé, hát hay, nhưng mà nói thì lại cực kỳ tệ. Mọi người đã từng gặp những người như vậy chưa? Viết rất là tốt, nói, hát thì hay, nhưng khi mà họ nói thì cực kỳ là dở. Ai đã từng gặp như vậy rồi thì mọi người comment giúp cho anh nhé. Xin tự mình luyện giọng nói của mình trước gương, hoặc là tự mình các bạn đọc những cái bài thơ, đọc những cái bài văn cho chính mình nghe, sau đó các bạn bật điện thoại lên các bạn ghi âm. Ví dụ như là mình đã từng dạy học viên của mình ấy, là luyện những cái từ khó, làm sao mà chúng ta nói tròn vành rõ chữ của chúng ta ra. Ví dụ như các bạn đọc Bình Ngô Đại Cáo đi, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, cũng là một cách đọc. Nhưng khi mà chúng ta mở rộng khẩu hình miệng của mình ra thì cái cách mà chúng ta tương tác với người khác còn tốt hơn rất nhiều nữa. Nào chúng ta thử nhá. Chúng ta bắt đầu là cùng thử để chúng ta xem cái giọng của mình có hay không nhá. Nào bắt đầu này. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, cũng là một cách đọc nhá. Cách đọc bình thường mọi người sẽ đọc là nhỉ, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Tiệt Nhân Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đằng Hành Kham Thủ Bại Hư. Nghĩa là tất cả những cái từ đó nó bị dẹt đấy các bạn, cái miệng của mình nó bị dẹt đấy, chứ nó không mở hết khẩu hình miệng ra và nó không tròn vành rõ chữ. Và khi nó không tròn vành rõ chữ thì cái giọng mà chúng ta nói nó không được thoát hết âm ra mọi người nhá. Dụ này, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Kham Thủ Bại Hư. Dịch tiếng Việt này, sông núi, sông, sông mở rộng miệng này, núi, nước Nam, sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đó, thì khi mà các bạn mở rộng cái khẩu hình miệng của mình như vậy và giọng của các bạn lấy hơi từ bụng lên, một trong những bí quyết thứ ba, ngoài cái việc tự đọc thì chúng ta trong cái quá trình chúng ta đọc, chúng ta phải lấy hơi từ bụng lên, để tránh trường hợp là chúng ta lấy hơi từ cổ. Khi mà chúng ta lấy hơi từ cổ đấy thì cái thanh và âm của chúng ta rất là mảnh, và khi thanh và âm mảnh thì chúng ta dễ bị viêm họng. Nghĩa là có rất nhiều người nói xong là về bị khàn tiếng luôn mọi người. Các bạn có bao giờ đã từng qua quá trình mình nói nhiều mình bị khàn tiếng không ạ? Thì cách để chúng ta nói hay đó là chúng ta lấy hơi từ bụng lên, cho nên nó sẽ đẩy cái tốc độ của mình tốt hơn, và cái khẩu hình miệng của mình, cái giọng của mình nó dày, vang. Cảm giác là các bạn muốn nghe người đấy nói nhiều hơn. Khi cái giọng nó vang, nó ấm ý, nó sẽ truyền cái nội lực của mình đến cái người đối diện và hấp dẫn người đối diện. Và nhờ vậy mà các bạn sẽ có khả năng thuyết phục người khác rất là tốt, thông qua đàm phán, thông qua điện thoại, thông qua trao đổi trực tiếp, hay là thông qua các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên chính cái kênh của các bạn. Nhiều người nhá, mặc dù họ đã làm diễn giả rồi, mặc dù họ đã làm chuyên gia rồi, nhưng mà họ nói không có ngữ điệu, không có trọng âm, không có điểm nhấn, không có tương tác với người đối diện, và nói theo kiểu là đều đều, trầm trầm, bình bình, buồn buồn, nói cảm giác rất là buồn ngủ ấy. Nếu như bạn đã gặp những cái người như vậy rồi thì chắc chắn là bạn sẽ không muốn nghe và không ở lại trong cái phiên livestream của người ta, đúng không? Giống như trước đây mình đi học ấy, là có những cái thầy cô mà mình sao ta, có thể nghe thầy cô đấy giảng mãi chán, nhưng mà có những tiết thì trời ơi, nhìn thấy cái người đấy đã thấy buồn ngủ rồi, đồng ý không? Là vì họ không làm chủ và quán được cái giọng nói của người ta, cho nên rằng là họ không có cái nội lực trong quá trình họ chia sẻ, được chưa? Thì một trong những cái cách đó thì em phải luyện được hàng ngày cái khẩu âm của mình, khẩu hình của mình và cái vốn từ vựng của mình, đồng thời quán được cái hơi thở của mình nữa. Đó, nhịp điệu cũng rất là quan trọng. Giống như khi mà một người ca sĩ họ không rèn cái thanh âm của mình ấy, gọi là luyện âm ấy, thì họ hát có những người họ sẽ bị vênh, bị phô, bị chênh. Hay như người bình thường mình thì gọi rằng là hát nó rất là ngang ấy. Nhiều người không biết hát, ví dụ mình là mình không biết hát, là giọng nghe hát kiểu chuyên bị lệch tông, chuyên gọi là phá cái buổi hát karaoke của người ta. Vì đâu có biết hát đâu. Thành ra là chúng ta sẽ rèn luyện hàng ngày. Có một cách rất là đơn giản thôi, đó là em cứ học thuộc những cái bài thơ mà dễ đọc, thơ thể thơ 68, thơ lục bát ấy, những cái bài thơ mà em thích
của Xuân Diệu hay Hồ Xuân Hương. Mình có cái độ nhạy với ngôn ngữ bao giờ mình không biết. Cho nên là mình nói nó sẽ không bị chán, nó không bị đều đều bằng bằng nữa.